Chào các bạn, đây là hai sản phẩm mới tinh của shop áo Thế Vũ chấm com. Đó là gấu bông pháp sư rất là cute và gấu bông của 404 nữa nè. Đúng rồi, nhớ vào shop áo Thế Vũ mua ủng hộ để rước hai em này về chơi nha. Và bây giờ chúc các bạn xem phim vui vẻ nha. Ở tập trước, để giải cứu Xì Chim và Xì Tin thoát khỏi Skibidi Toilet, tìm pháp sư đã đột nhập hang ổ của nó. Nhưng chưa kịp cứu thì Chim và Tin đều đã bị hút vào bồn cầu. Khi tìm pháp sư đến thì cũng cùng chung số phận. Nhưng thật xui xẻo cho Skibidi khi người tiếp theo hắn hút vào đó lại là Alpha, em trai của 404. Nhưng trước mắt hắn phải đối đầu với khắc tinh của mình, đó là đặc vụ Cameraman. Skibidi bị tấn công dữ dội và phải cúi đầu dưới tay của hai đặc vụ này. Nhưng hắn vẫn còn dạng tiến hóa siêu cấp lên thành Skibidi thần chết. Với sức mạnh siêu cấp này, hai đặc vụ không phải đối thủ của hắn. Nhưng điều gì đến sẽ đến. Hắn đã đụng đến Alpha thì đây là hậu quả Skibidi phải gánh chịu. Năm 04 đã giải cứu Alpha và mọi người. Liệu mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn xem tiếp tập 148 này nhé. Tập 148, lộ diễn sức mạnh của Gaster Blaster. Cảnh vật ở đây vẫn không có gì thay đổi. Chỉ có người mới thay đổi thôi Chino. Một kẻ phản bội bản địa là ngươi, Reaper. Đến giờ này ngươi vẫn chưa quên chuyện cũ hay sao? Có đến chết ta đã không bao giờ quên đâu Chino. Có ai đua với tôi không nè? Ê, mày nhóc, ai cho mày chơi ở đây mày? Biết chỗ này là chỗ của tao chơi từ đó tới giờ không hả? Tao đánh chết cha mày ạ. Bên kia cũng có cỡ. Nhưng tao thích chơi chỗ này được không hả mày? Vậy thôi, em qua chơi cầu tuột nhờ cho anh đó. Chị tuột xuống nè. Mày cũng dám chơi ở đây nữa hả? Chỗ này cũng là chỗ của tao nghe chưa? Mày lì, mày ngu thì mày bị đánh. Cho mày chết, thằng nhóc què. Thằng nhóc ác, tao đánh trong chết nè. Mày đi chỗ khác chơi nghe chưa? Hả? Mày là thằng cỏ nào vậy hả? Mày sao mày dám? Mày là cái quái gì vậy hả? Được lắm, mày nhớ cái mặt tao đó. Cái mặt tao là xanh lửa nghe chưa? Tao sẽ nướng mọi mày như là một con heo quay. Mày đợi đó. Hắn đã chạy rồi. Bạn nắm tay tôi nè. Để mình nắm tay. Bạn có sao không? Mình không có sao, chỉ hơi êm mình một chút thôi à. Mà mình cảm ơn bạn nhiều nha. Không có bạn, chắc mình bị đánh nhiều lắm luôn á. Chuyện nhỏ mà. Mình tên là Chino. Mình tên là Reaper. Hai đứa mình làm bạn đi. Reaper nè, qua bển chơi đi. Bên đây có cái bập bên. Hai đứa chơi được nè, vui lắm á. Leo lên. Tôi lên nè, tôi xuống nè. Bạn lên, tôi xuống khi vui quá à. Ủa bạn chịu nhanh quá vậy. Tới tôi nè. Tới bạn á. Tới tôi. Tới tôi chịu nha. Bạn tránh nha đi. 1, 2, 3. Ủa? Hả? Người trên xuống dưới. Có bạn mới giống tôi á. Mà tôi cũng biết sao giống nhau vậy nữa. Tôi không có ba mẹ. Không có ba mẹ thì làm gì có anh em. Thiệt vậy hả? Tất nhiên là được rồi. Anh trai của em. Em vui quá. Mình sẽ của em mới mua. Anh trai chúng em đi. Ngon lắm á. Anh chúc anh chồng á. Tụi mình đi chơi nữa nha. Chino. Em biết chuyện đi chơi lắm á. Anh không biết. Mới tới anh đã theo lần đầu. Chứ không biết gì đâu Chino ha. Chino à.
Vậy mai mốt em mua nhiều nhiều cho anh ăn nữa nha. Ồ, hai anh em mình ăn chung. Thôi được rồi. Em về thế giới mà cậu đã không cần mình nữa. Nên theo ở đây hoài. Em cũng chán lắm á. Mà anh nhớ dạy dỗ cho em nha. Nhưng mà Chino, yếu bị người ta hứng chuyện này tôi sẽ không bao giờ quên đâu. Chúng ta lúc ấy còn quá nhỏ River à. Lúc ấy ta rất vui vì có một anh trai. Nhưng thật sự ta xin lỗi River. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Ta nói rồi mà, ta sẽ không bao giờ quên. Và ngươi chắc chắn phải trả giá cho điều đó. Ta cũng không biết làm sao nữa. Chú Mia, cái mông của tôi. Ôi da, đau dữ ta. Thôi hàng bày thúi quá, vô khác đi. Pháp sư, cũng có thơm ăn được miếng nào đâu. Thú quắc à. Thôi giờ mà anh ai về nhà ấy, tắm đi. Trời ơi, nào không thú quắc trơn á. Có mình pháp sư thơm mà. Đi, về. Ôi da, đau quá. Ủa, thoát ra rồi hả? Ủa, hai ông đặt vụ bữa hổm nè. Sao bữa hổm, nó hay lắm mà. Không tiêu diệt con toilet đó đi. Con toilet đó hả? Hai đứa ta dư sức tiêu diệt nó. Có điều là... Có điều là ảo tưởng quá chứ gì. Ủa, mà hai anh của mình đâu rồi ta? Hai anh đây rồi. Ôi, nhớ quá à. Mà lúc nãy anh ngầu thiệt luôn á. Mà em cho hỏi, cái này để làm gì vậy? Em thấy đeo này nực lắm luôn á. Mà công nhận đã tiêu diệt con toilet ngầu lắm luôn á. Cái gì? Nói láo, đặc vụ chuyên nghiệp như hai ta còn chưa thể làm gì nó. Hai san nhảy nhép các người, đừng có điêu ngoa. Thôi hai ông ơi, tại hai ông yếu mà mày đặt ra gió á. Gì? Chứ anh của tôi mạnh mà khiêm tốn lắm, không có nôn nổ như hai ông đâu. Thôi mình đi đồng nghiệp, đừng có mất thời gian với hai thằng san sạm này nữa. Đi ăn pin xào bơ cay sướng hơn. Hai anh, chiêu nào bán tách không? Ra đi mà. Anh 504. Hả? Em nhớ. Hình như cái hằng áo chân nó gọi hằng có cánh là 504 hả? Hình như là vậy. Phải không mày? Chắc chắn luôn. 1, 2, 3. Tụi em kính chào đại ca. Tụi em có mắt như mù, có tai như điếc. Không biết anh chính là 504, một trong những vị thần mạnh nhất mà anh đã theo. Bây giờ anh muốn xử lý hai đứa em sao cũng được. Ngàn lần xin lỗi anh. Ủa, sao quay xe nhanh dữ vậy? Cảm ơn đại ca đã tha thứ. Khi nào có chuyện cứ hú hai đứa em, tụi em giọt tới liền. Xin phép đại ca. Công nhận hai ông này lật mặt nhanh như bánh chén vậy á. Mà quên nữa, anh Sáu, anh đừng có đánh trống lãng nữa. Mau tách ra đi, kỳ cục quá. Thôi được cái gì nữa, mau tách ra đi anh Sáu. Anh Tư của em đây rồi. Lâu lắm rồi em mới gặp lại anh á. Nhớ anh quá trời luôn. Không biết sao anh Sáu cứ giữ anh lại hoài à. Làm em nhớ anh quá trời. Ơi mà anh Sáu, dù gì em cũng cảm ơn anh nhiều lắm á. Nhờ có anh với anh Tư kết hợp lại mới có thể đánh bại được con Skibidi đó. Thôi bây giờ chào tạm biệt anh nha. Em với anh Tư đi về. Đói quá rồi. Mình đi thôi anh cha. Cái gì nữa vậy anh Tư? Ủa? Lại là anh Sáu nữa hả? Buông cái tay ra đi. Trời ơi, sao cái nết của anh kỳ quá vậy anh Sáu? Mong anh Sáu hãy giữ lòng tự trọng. Quẩy lên! Ê mà khoan. Vụ gì vậy? Mới lát xíu mà này hả? Đâu có, chim tin đâu rồi? Về tắm trước rồi. À thì ra là vậy. Thôi đi tiếp. Ông mà khoan. Gì nữa? Pháp sư đợi em một chút. Để em cho bét của em ăn cái nha. Cái gì? Em có bét hả? Bét ở đâu?
xem nè. Hả? Không ngờ con bé của em lại là một cục xương heo. Trời ơi, khùng hả ông nội? Đâu có, đây là thức ăn của nó. Đồ ăn đây, rồi bé đâu? Đồ ăn đây, thì bé cũng ở đây. À! Rồi, ai rồi cũng phải lớn thôi Pháp Sư ơi. Mà nó không phải tên là Blaster Gaster nữa đâu. Tên gì? Nó tên là Trần Thị My My. Wow. Xương. Trời ơi, đừng có lấy xương của nó. Sao ạ? Nó táp cho cục tay. Ờ, cũng đúng. Ủa mà sao tự nhiên hôm nay dẫn nó ra đây vậy? Thì Pháp Sư cũng biết rồi đó. Bé Mimi năm nay đã 16 tuổi rồi, nên cần tìm một boyfriend chính hiệu đó. À, thì ra là vậy. Đúng rồi. Pháp Sư nói mi nghe nè. Về tình yêu á, trai gú là phù du. Thầy ông mới là vĩnh cửu. Trong tình yêu. Sao? Mình phải chảnh lên. Mình gặp trai đẹp á, mình phải chảnh lên luôn. Mình đừng có thẹn thòn chảnh miếng hết trơn á. Giống như Pháp Sư nè. Gặp cái đẹp á thì không bao. Xong nó tiếp đi. Đang hay rồi, hiểu luôn. Tự nhiên biến thành chó ngang luôn vậy trời. Mà sao nó mi nghe nè, không có được bằng như ông Pháp Sư nghe chưa. Mình phải có lòng tự trọng riêng của mình, đặc biệt là trong tình yêu. Mà Mimi là con gái nữa, lại càng không được đuổi theo người ta nữa nghe chưa. Mình phải có hả? Trời ơi, Mi, đừng phải giữ nha. Trời ơi, Mi ơi là Mi, sơ hở một cái là chốn kiếm trai à. Hả? Sương. À, chắc chắn là hướng đây. Tới rồi kìa. Nè, ăn đi hai thùng. Ủa nè, ăn dữ mang ăn bim xào bữa cay. Hả? Cái bà này. Hây, lâu lắm rồi mới được ăn pin. Đúng. Cũng may bà Hùng đó bà có bán. Ê, em chơi Hùng mày. Hả? Gì vậy? Hai bay của trường tao á. Hả? Giờ tao mới đây nè. Trời, bà này bà ẩn hiện như ma vậy. Thôi kệ đi, ăn đi mày. Trời ơi, nó số ngon mà gì đâu á. Ăn nữa mày, ăn nữa mày. Ừ. Ê mày. Hả? Tự nhiên ăn xong tao cảm thấy năng lượng thật là tràn đầy. Gọi mày định làm gì? Thì làm như vậy nè. Hả? Đi về nhà nghỉ ngơi thôi. Hả? Có chuyện gì tự nhiên dừng lại vậy anh Tư? Hả? Là đùi gà hả? Thôi em không ăn đâu, em thích uống trà xanh à. Anh ăn đi. Hả? Ủa vậy chứ ai ăn? Gì vậy? Hả? Wow. Chết. Lâu lắm rồi mới gặp bạn luôn á. Công nhận bạn mau lớn thiệt á. Ủa mà anh Tư, anh kêu chắc ra đây kia vậy? À, thì ra là vậy. Ê Tư, cái này để em làm cho. Nè chắc, ăn đi. Hả? Ủa sao kỳ vậy? Hả? Ê, ê, chắc, chắc, anh Tư, chắc chạy rồi kìa. Ờ, vậy thôi.
con vậy? Mà nói đi dục quý thiệt chứ. Mà con đó con gì mày? Rồi. Mấy quái vật này, dì gái mà đánh lộn trời. Quay. Chưa có rửa mà mày ăn gì vậy? À quên nữa. Rồi, xong con xanh rồi. Kiểu này con xanh thua chắc. Tao bắt con xanh thắng. Mày bắt con xanh hả? Ừ. Tao bắt con đỏ nè. Chứ kẹo không? Vô đây. Kẹo 10 cái gà gán. Ok mày. Vô. Rồi, con xanh nó nổi giận rồi kìa. Giỏi làm được gì con đỏ? Con đỏ, con đỏ chứ làm gì? Tiêu rồi. Còn kẹo tấu mày sao? Mày thua. Màu đỏ thua. Màu xanh thua. Tao nói màu xanh thua. Thua nha. Ê, đại ca. Đại ca dừng lại cho em hỏi cái này cái. Con này phải con bé của đại ca không vậy? Ủa con bé sao mà đứng đi ngang hàng với chủ kỳ vậy? Dạy lại nó đi đại ca. Kỳ lắm á. Dạ. Cái con này mày chơi hả? Gì? Em mà đánh không đợi nữa hả? Mà đại ca, tự nhiên đại ca kêu nó ra đây chi vậy? Ủa kỳ vậy đại ca. Ok để em. Ê nhóc, mày ra đây làm chi vậy?
Mày hỏi ý tao chưa mày? Mày muốn gà gà mày? Mày thật là quá đáng. Trời đất quỷ thần ơi. Ủa mà đại ca, một con bét như nó mà nói có công chuyện là nó đi đâu vậy? Hả? Gái? Đã hết tập này rồi, các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để đón xem tập tiếp theo nha. Nhớ ủng hộ team tại shopaothevu.com. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn, đây là hai sản phẩm mới tành của shopaothevu.com. Đó là gấu bông pháp sư rất là cute và gấu bông của 404 nữa nè. Đúng rồi, nhớ vào shop Áo Đá Vũ mua ủng hộ để rước hai em này về chơi nha. Và bây giờ chúc các bạn xem phim vui vẻ nha.